Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. Cơ thể cùng lúc xuất hiện 5 dấu hiệu này, báo động bạn đã mắc ung thư, khám ngay kẻo muộn. Dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư. Nếu cùng lúc xuất hiện cả 5 điều này, bạn nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt. 1. Sốt. Thông thường thì sốt là dấu hiệu cho thấy ung thư đã lan sang một khu vực khác của cơ thể, nhưng cũng có thể là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư máu như bệnh bạch cầu hay u bạch huyết. 2. Không thèm ăn, chức năng tiêu hóa bất thường. Mất cảm giác ngon miệng là một biểu hiện rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Một số người không có cảm giác thèm ăn do tâm trạng xấu và các lý do khác, vì vậy, nhiều người sẽ không chú ý đến vấn đề này. Tuy nhiên, nếu bạn bị khó tiêu lâu dài và không thèm ăn, cần phải đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Chức năng tiêu hóa bất thường là dấu hiệu không thể bỏ qua của bệnh ung thư dạ dày. Để ngăn chặn ung thư, bạn có thể ăn nhiều thực phẩm có chứa selenium. Selenium có danh hiệu vua chống ung thư. Selen hữu cơ thực vật được chiết xuất từ tảo biển, dễ dàng được cơ thể con người hấp thụ. Nó có thể làm giảm khả năng gây ung thư của các chất gây ung thư. Nó có thể loại bỏ các gốc tự do và peroxit được tạo ra bởi quá trình trao đổi chất của cơ thể và có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. 3. Mệt mỏi kéo dài, sụt cân nhanh. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi dai dẳng, không dứt, kèm với bất kỳ triệu chứng khác liên quan đến suy giảm chức năng gan, bạn có thể có nguy cơ bị ung thư gan. Nếu bạn không cố tình giảm cân hoặc tập thể dục, không giảm chế độ ăn uống, nhưng cân nặng của bạn đã giảm không rõ lý do, bạn nên lưu ý. Đặc biệt nếu giảm cân đột ngột kèm theo các triệu chứng khó tiêu, mệt mỏi, thiếu máu, bạn nên sớm đi khám để tìm ra nguyên nhân. Nếu không tìm được nguyên nhân, hãy xem xét các biểu hiện có thể có của ung thư. 4. Ho dai dẳng không dứt Ho là một triệu chứng rất phổ biến trong cuộc sống. Đôi khi cảm lạnh có thể gây ho, và đôi khi ăn thực phẩm gây kích ứng có thể gây ho. Nhưng nếu bạn thường xuyên ho một cách khó hiểu, bạn phải chú ý đến nó. Đối với ho với ho khan lâu dài, ho ra máu, đặc biệt là những người đã hút thuốc trong thời gian dài, nên cân nhắc dấu hiệu ho dai rằng, có thể là lời cảnh báo bệnh ung thư phổi hoặc ung thư vòm họng. 5. Đau đớn. Bất cứ cơn đau nào mà không liên quan tới hoạt động của bạn là một báo động đỏ. Nếu đi tập gym và bị căng cơ thì đau là chuyện bình thường. Nhưng nếu bạn thấy chân đau mà không nhớ đã bị thương, và cơn đau không chấm dứt sau khi uống thuốc giảm đau, cơ thể bạn đang có vấn đề. Quý vị thân mến, bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.